Cô chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học tập đọc các em nha. Bài tập đọc hôm nay, cô muốn các em chuẩn bị cho cô các đồ dùng học tập giống như các tiết trước nha. Bây giờ các em hãy nhìn về màn hình. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì. À đúng rồi, bức tranh vẽ một hình ảnh rất đẹp. Đó là hình ảnh của người mẹ và hai người con. Đặc biệt, trong bức tranh này thì chúng ta thấy được sự hạnh phúc, bình yên của hai bạn nhỏ khi được nằm trong vòng tay mẹ. Để biết thêm về tình cảm, sự biết ơn của bạn nhỏ trong tranh với mẹ như thế nào, thì hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu bài tập đọc Bàn tay mẹ. Bây giờ, cô mời các em mở sách giáo khoa bài Bàn tay mẹ trang 55 cho cô nha. Các em hãy lắng nghe cô đọc và các em hãy đọc thầm vào sách giáo khoa theo cô nha. Bàn tay mẹ. Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy xương xương của mẹ. Theo Nguyễn Thị Xuyến. Như vậy vừa rồi các em đã nghe cô đọc bài đúng không nào? Bây giờ cô có một yêu cầu cho các em. Các em hãy cho cô biết bài tập đọc Bàn tay mẹ gồm có mấy câu. Đúng rồi, bài tập đọc Bàn tay mẹ gồm có 5 câu. Câu thứ nhất, từ bình yêu nhất cho tới bàn tay mẹ. Câu thứ hai, từ hằng ngày cho tới bao nhiêu là việc. Câu thứ ba, đi làm về cho tới nấu cơm. Câu thứ tư, mẹ còn tắm cho tới tã lót đầy. Câu thứ năm là câu còn lại nha các em. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em đọc từng câu nha. Cô sẽ hướng dẫn cho các em đọc câu 1. Các em chú ý khi đọc câu 1, các em nhớ đọc tựa bài cho cô nha. Bàn tay mẹ. Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Tiếp theo, qua câu số 2. À, câu số 2 này rất là dài đúng không các em? Chính vì vậy, cô muốn các em hãy ngắt câu ngay vị trí dấu phẩy và sau chữ mẹ cho cô nha. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Câu số 3. Ở câu này, các em cũng chú ý ngắt câu ngay vị trí dấu phẩy. Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Câu thứ tư, cô mời các em đọc. Ở câu thứ tư, các em cũng chú ý ngắt câu. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt
một chậu tã lót đầy. Các em chú ý, khi đọc câu này các em nhớ đọc tên tác giả cho cô nữa ha. Cô mời các em đọc. Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy xương xương của mẹ. Theo Nguyễn Thị Xuyến. Bây giờ cô mời các em đọc lại giúp cô nè. Vừa rồi, cô đã em luyện đọc các câu của bài Bàn tay mẹ. Cô nhận thấy có một số từ các em thường phát âm chưa chính xác. Các em hãy gạch chân giúp cô vào các từ đó nha. Các em chú ý cho cô từ yêu nhất, tiếng giặt, lót, rám nắng, gầy gầy, xương xương. Bây giờ cô mời các em đọc lại các từ này giúp cô nha. Yêu nhất, các em chú ý phát âm vần ất nằm trong tiếng nhất. Tiếng giặt, các em chú ý âm di vần ất. Tả lót, tiếng lót có chứa vần ót. Như vậy ba từ này đều phát âm có tờ ở cuối, cho nên các em chú ý phát âm cho chính xác nha. Rám nắng, âm r vần an, âm n vần ăn. Gầy gầy, các em chú ý vần ây. Xương xương, các em chú ý cho cô âm sờ. Bây giờ cô mời các em đọc lại một lần nữa giúp cô nào. Để rõ hơn về nghĩa của các từ trong đoạn, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em đọc các đoạn của bài nha. Vậy, bài tập đọc Bàn tay mẹ gồm có mấy đoạn các em? Đúng rồi, bài Bàn tay mẹ gồm có 3 đoạn. Đoạn 1, từ bình yêu nhất cho tới bao nhiêu là việc. Đoạn 2, đi làm về cho tới tã lót đầy. Đoạn 3 chính là đoạn còn lại nha các em. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em đọc đoạn 1. Các em chú ý, khi đọc đoạn 1 các em nhớ đọc tựa bài cho cô ha. Cô mời các em đọc nào. Bàn tay mẹ, bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Tiếp theo, cô mời các em đọc cho cô đoạn thứ hai. Đi làm về, mẹ lại đi chợ nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. Tiếp theo, cô mời các em đọc cho cô đoạn thứ ba. Các em chú ý khi đọc đoạn ba,
Các em nhớ đọc tên tác giả nha. Cô mời các em đọc. Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy xương xương của mẹ, theo Nguyễn Thị Xuyến. Như vậy, ở đoạn số 3, các em chú ý cho cô các từ sau: rám nắng, gầy gầy, xương xương. Vậy, nghĩa của các từ này là gì? Cô mời các em theo dõi nha. Rám nắng có nghĩa là da bị nắng làm cho đen và sạm lại. Chính vì vậy, khi đi ra ngoài nắng các em cần phải chú ý nha. Gầy gầy, xương xương có nghĩa là trông rất là ốm và có rất nhiều gân nổi lên. Các em hãy quan sát cái tranh nè. Các em thấy bàn tay mẹ rất là gầy gầy và xương xương. Điều đó cho thấy mẹ rất là vất vả, phải không các em? Tiếp theo, cô mời các em đọc lại bài toàn bài cho cô ha. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn cho các em đọc học phần luyện đọc. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn cho các em đọc phần tìm hiểu bài nha. Cô có câu hỏi thứ nhất. Bàn tay mẹ làm những việc gì cho chị em Bình? Để trả lời được câu hỏi này, cô mời các em đọc cho cô đoạn 1 và đoạn 2 của bài nha. Đây là đáp án của cô. Bàn tay mẹ làm những việc cho chị em Bình. Mẹ đi chợ, nấu cơm, tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. Bàn tay mẹ làm rất là nhiều việc đúng không các em? Tiếp theo, cô có câu thứ hai. Đọc câu văn diễn tả tình cảm của Bình với đôi bàn tay mẹ. Để thực hiện được câu này, cô muốn các em đọc cho cô đoạn thứ ba của bài nha. Đây là đáp án của cô. Câu văn diễn tả tình cảm của Bình với đôi bàn tay mẹ. Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy xương xương của mẹ. Câu văn trên cho thấy Bình rất là yêu mẹ và thương mẹ, phải không các em? Qua bài học bàn tay mẹ, chúng ta thấy Bình rất là yêu, thương và biết ơn mẹ vì mẹ đã làm rất là nhiều việc để chăm sóc, dạy dỗ cho bạn Bình. Chính vì thế, cô muốn các em khi đọc bài bàn tay mẹ thì các em phải chú ý cái giọng đọc cần chậm, nhẹ nhàng, thiết tha và tình cảm nha. Thế còn các em thì sao? Các em đã làm gì để thể hiện tình yêu thương và biết ơn đối với mẹ của mình nào? Cô muốn các em khi ở trường thì các em phải biết ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô giáo, đặc biệt là phải học thật là giỏi để thầy cô và ba mẹ vui lòng nha. Còn những lúc ở nhà thì các em phải biết phụ với ba mẹ bằng những cái công việc vừa sức của mình nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô hẹn các em ở tiết học sau nha.